Namaste. À, xin chào các bạn. À, video ngày hôm nay mình sẽ hướng dẫn chuỗi 2 10 phút yoga mỗi ngày cho người mới bắt đầu và tập luyện tại nhà. Nào chúng ta cùng bắt đầu nhé. À, đầu tiên các bạn ngồi vào tư thế dễ dàng, nhẹ nhàng khép mắt lại. Hít vào bụng phình lên, thở ra bụng xẹp xuống. Hít vào bụng phình lên, ngực phình lên. Thở ra, bụng xẹp xuống, ngực xẹp xuống Chúng ta chuẩn bị bài tập thở luân phiên Ngón trỏ và ngón giữa của chúng ta gặp lại Ngón cái đặt trên cánh mũi phải Thở ra bên trái 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Hít trái 1, 2, 3, 4 và giữ hơi Từ tục búng ngón tay cái ra. Sau đó chúng ta thở sang bên phải. 1 2 3 4 5 6 7 8. Hít phải 1 2 3 4 và giữ hơi. Ngón tay cái của chúng ta che mũi phải lại và giữ hơi. Thở trái 1 2 3 4. 5, 6, 7, 8, hít trái, 1, 2, 3, 4 và giữ hơi. Bài tập thở lân phiên giúp cân bằng hai bên bán cầu não trái và não phải, cân bằng cảm xúc và lý trí, cân bằng hai nguồn năng lượng âm dương trong cơ thể của chúng ta. Từ từ bung ngón cái, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, hít phải, 1, 2, 3, 4 và giữ hơi Bài tập thở luân phiên cũng giúp chúng ta ngăn ngừa và hỗ trợ điều trị các chứng bệnh liên quan đến về vấn đề viêm soạn Từ từ chúng ta thở trái và thở hết hơi ra Chuẩn bị cho bài tập khởi động Chúng ta khởi động vai nè Xoay từ trước ra sau Để làm mềm vai khớp vai và linh hoạt cho cho phần vai của mình sau đó chúng ta xoay chiều ngược lại nào rồi hai tay đan vào nhau vươn lên cao từ từ nghiêng người sang bên phải căng căng hết lườn bên trái hít vào về chính diện thở ra nghiêng người sang bên trái căng căng hết lườn bên phải hít vào về chính diện từ từ hai tay đan vào nhau và đưa ra sau thở ra gập người về trước hết biên độ nè hít vào lên thêm một lần nữa nè từ từ thở ra gập người về trước căng 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 kéo căng ra đằng sau nè rồi hít lên rồi, chúng ta xoay người lại chuẩn bị nằm xuống tư thế nâng chân hai tay hai chân khép lại lòng bàn tay úp xuống hít vào nâng chân phải lên chúng ta giữ ở góc 40 à 90 độ nếu bạn nào mới thì chúng ta giữ ở góc 75 độ hoặc theo biên độ mà cơ thể của bạn cho phép lưu ý là gót chân hướng ra xa ngón chân hướng về đầu hít thở đều thở ra hạ chân xuống chuẩn bị chân trái hít vào chân trái lên giữ ở biên độ cơ thể cho phép mỗi nhịp thở ra thì chúng ta ý thức để hướng ngọn bàn chân của mình về đầu thở ra hạ xuống hít vào nâng chân phải lên từ từ chúng ta co chân phải lại tay trái ôm lấy đầu gối phải tay phải dang rộng sang bên phải từ từ thở sang nghiêng người sang bên trái và mắt nhìn sang bên phải chúng ta thực hiện bài vặn xoắn cho vùng lưng của mình giúp cho lưng cột sống lưng được linh hoạt giải thả tỏa căng thẳng ở vùng lưng Mỗi nhịp thở ra chúng ta hóp bụng và gập người sâu hơn. Hít thở đều trong tư thế. hít thở đều hít vào nâng chân phải lên thở ra hạ chân phải xuống và đổi bên hít vào nâng chân trái lên từ từ co chân trái lại tay phải ôm lấy đầu gối trái tay trái dang rộng sang bên trái thở ra từ từ nghiêng người sang bên phải mắt nhìn sang bên trái vặn xoắn cho vùng lưng của mình linh hoạt cột sống lưng giải tỏa căng thẳng ở vùng lưng hít thở đều mỗi nhịp thở ra chúng ta hóp bụng và gập ép sâu người hơn nè hít vào về chính diện thở ra từ từ chúng ta hạ xuống và chuẩn bị nâng hai chân hít vào nâng hai chân lên tốt thì chúng ta giữ ở 90 độ nếu như chưa thì chúng ta giữ ở 75 độ hoặc theo biên độ mà cơ thể của chúng ta cho phép Đối với bạn mới thì đôi khi chúng ta sẽ hơi cầm cái đầu gối của mình Thở ra hạ xuống Bạn nào mới thì chúng ta hạ chân xuống với sàn luôn Còn bạn nào cũ thì chúng ta giữ chân cách sàn khoảng 3-5cm Chứ không hạ hẳn Hít vào lên Lưu ý là mông vẫn trên sàn Hít thở đều thở ra hạ xuống hít lên ý thức dán chặt thắt lưng xuống dưới sàn thở ra hạ xuống hít lên hít thở đều nào thở ra hạ xuống hít lên và giữ ở đây hít thở đều thở ra hạ xuống từ từ nào. 5 4 3 2 1 thở ra hạ xuống dưới sàn luôn nào. Tách hai chân hai tay rộng ra và hít thở đều, điều hòa lại nhịp thở của mình. Chúng ta chuẩn bị sang tư thế đẩy ca heo. Từ từ co chân trái lại như người sang phải, à, chống tay, ngồi dậy và lui về cuối thảm. chúng ta thực hiện tư thế đẩy cá heo tay bàn tay này nắm lấy cùi chỏ của bàn của khuỷu tay kia của cùi chỏ tay kia và trùm dài người về trước sau đó chúng ta tách hai tay ra và đan vào nhau và chúng ta canh chỉnh cái tay của mình à, đối với tư thế chuẩn thì khi mà chúng ta lên tư thế đẩy cái heo và chúng ta hạ người xuống thì vai và cùi chỏ trên một đường thẳng Tuy nhiên với người mới mà chúng ta chưa đủ lực thì chúng ta sẽ chưa hạ xuống biên độ chính xác được. Thì chúng ta có thể nhô cái mông của mình lên nhé các bạn. Theo cái cơ cái cơ cái cái, cái, cái sức khỏe và cái biên độ mà cơ thể của mình cho phép thôi. Chúng ta canh chỉnh lại mông của mình có thể nhô lên chứ không có nhất thiết là phải hạ bằng xuống thì sẽ rất là cần lực. Hít vào lên thở ra hạ xuống rồi bạn nào đủ thế lực thì chúng ta canh chỉnh và giữ cho vai của chó trên một đường thẳng toàn bộ người của chúng ta tạo thành một đường thẳng hít vào lên sau đó thở hạ hít lên thở hạ hít lên thở hạ và chúng ta giữ ở đây khoảng 10 giây. Theo thời gian thì các bạn có thể giữ ở tư thế này lâu hơn. Tư thế này rất là tốt cho các bạn nữ giúp à, giảm mỡ bụng, mỡ đùi và làm mạnh cơ vai ấy, ha. Từ từ chúng ta thu về em bé và thư giãn. gù lưng cuộn người ngồi dậy đối với bạn nào mà thể lực tốt hoặc thấy mình đủ sức khỏe thì chúng ta có thể thử lên tư thế đầu đứng tập dần với một chân hai chân à, còn bạn nào mà mới thấy cơ thể chưa đủ linh hoạt và chưa đủ cái sức mạnh ấy, thì chúng ta tập ở tư thế còn thỏ trước từ tư thế mà thư giãn em bé chúng ta hạ đầu xuống ở dưới thảm cái cách vị trí à, đầu thì mình đã hướng dẫn các bạn ở video trước đó sau đó chúng ta gù lưng cuộn người lại và nâng hông lên cao hít thở đều hai tay của chúng ta đan vào nhau và hướng lên trên trần nhà các bạn có thể để theo cái biên độ mà cơ thể của các bạn cho phép chứ không có nhất thiết theo người hướng dẫn bạn nào một biến thể khác nữa thì chúng ta có thể co hai chân lại hai tay ra sau nắm lấy cổ chân của mình hai chân co và hướng về mông hít thở đều thở ra từ từ chúng ta hạ người xuống và thu về tư thế em bé thư giãn bạn nào mới thì chúng ta có thể tập 10 đến 15 giây và sau đó tăng dần cái thời gian lên Bài tập này rất là tốt để đưa máu về não Từ từ chúng ta gù lưng và cuộn người ngồi dậy Và chúng ta nằm sắp xuống à, Chuẩn bị sang bài tập à, cào cào Con cào cào ha Nghiêng trái, nghiêng phải Chúng ta giấu hai tay dưới thân Cái cách để tay thì có bốn cách Như hôm trước trong cái video trước mình đã hướng dẫn chúng ta có thể đan vào nhau hoặc uh, tạo thành nắm đấm hoặc úp xuống hoặc ngửa lên tùy cái cách nào mà các bạn thấy uh, dễ với đối, đối với các bạn cầm của chúng ta hướng trên sàn nhà giữ chân chặt trên sàn nhà hít vào nâng chân phải lên thở ra hạ xuống hít vào nâng chân trái lên thở ra hạ xuống hít vào phải lên lưu ý là không để lật thông thở ra hạ xuống hít vào nâng chân trái lên thở ra hạ xuống chúng ta canh chỉnh và chuẩn bị nâng cả hai chân hít vào nâng hai chân lên cao nhất có thể đối với bạn mới thì chúng ta có thể tỳ cái phần uh, bụng dưới hay là cái phần đùi của mình vô cái tay để nó có lực theo thời gian thì các bạn mới tăng lên thở ra hạ xuống chuẩn bị lần hai hít vào nâng hai chân lên cao 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 và duỗi căng ra xa nhất có thể nào Cầm vẫn dán chặt trên sàn thở ra hạ xuống chúng ta nghiêng trái nghiêng phải và lấy hai tay ra sau đó thư giãn ở tư thế vòng tròn năng lượng hai ngón chân cái khép vào nhau đầu nghiêng sang một bên trên hai cái cánh tay của mình hít thở đều từ từ chúng ta chống tay và ngồi dậy. Bài à, tập của chúng ta hôm nay là kết thúc rồi. À, mình vừa hướng dẫn cho các bạn xong chuỗi 2 à, trong chuỗi bài tập 10 phút yoga mỗi ngày cho người mới bắt đầu và tập luyện tại nhà. Chúc các bạn tập luyện an toàn, hiệu quả và nhận được nhiều giá trị tuyệt vời từ yoga. Hãy nhớ luyện tập đều đặn các bạn nhé cảm ơn các bạn namaste